What up? Lại một hai ngày liên tiếp mình làm video. Hôm nay đi xuống rửa xe nên mình đem cái camera xuống. Hôm nay lại là một ngày mờ. Hôm qua mình có quay cái video nhưng mà hôm qua chưa edit xong nên hôm nay sẽ ngồi edit. Hôm nay mình và ba mình và mẹ mình sẽ rửa mấy cái xe. Tại vì Tết đến rồi, không muốn đem ra tiệm nên rửa đại ở nhà. Và rửa nhà thì còn có thứ để quay chứ đúng không? Hôm nay sẽ mua đi mua bông. Hôm qua chiều hôm qua đi mua bông nhưng mà nó mưa quá. Bây giờ rửa xe nhé. Không biết mọi người khác như thế nào nhưng mà đối với mình thì mình không thích xe máy cho lắm. Mình là một thằng rất là dị. Sau khi học xe hơi xong, thật sự ngày trước mình đã không thích xe máy rồi. Và sau có cơ hội học xe hơi nữa thì mình càng không thích xe máy hơn. Con xe mua từ năm 2008, năm nay 2021 vẫn đi. Đấy, 2009. Đây đợi 2008 hay 2009 gì đấy. Nhưng mà bây giờ là đã mười mấy năm. Kinh khủng tập. Xe trường tồn mấy thời gian. Chiếc xe thứ hai. Đây là chiếc xe cuối cùng, AB 2020. Đây là bước cuối cùng, đó chính là ngồi đợi cho cái xe nó khô. Vì xe nó không khô thì ngồi lên nó rất là ướt và không thể đi lại được. Mình vừa mới được lên YouTube livestream One Fable. Cái màn lắp không nghe được luôn. Cay thế nhỉ? Má tí dễ sợ luôn. Nhiều lúc cái này nó chỉ tới một lần trong đời thôi. Thằng này là bị mình dụ từ con đường chơi iPhone qua Samsung. Giờ thì đi mua ốp lưng cho nó. Cái gì vậy? Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Cảnh xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Có cái này cũng được mà. Nè cái này đang bọc lại nên nó cũng hơi nhỏ. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la 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 la, la 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 la, tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa, la 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 la, la 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 la, ôi đời đẹp quá chan bao ý thơ, một tình yêu mến khi lời hát câu ca, để làm thương nhớ bao ngày vắng nơi xa. What's up, chào buổi sáng. Sáng nay mình dậy sớm, hiện tại bây giờ là 6:30. Bây giờ mình sẽ đi chơi. Sợ là hôm nay mình đi chụp hình. Tại vì lâu lắm rồi mình với tụi bạn mình Thịnh, rồi Dương, rồi Tùng này nọ không đi chụp hình. Hôm nay mình chỉ đi với là Thịnh với là Dương thôi. Còn Tùng thì không có đi. Tối qua tắm trả quá nên chưa bút keo. Sao đi? Good. Đéo thể ngờ tụi bay dậy sớm được vậy. Bình thường á thằng này nó dậy sớm quen rồi. Tại do là nó bán đồ sáng. Thằng này nè. Trời. Ăn gì? Lâu lắm rồi mới đi ăn sáng. Cái đầu không có kêu. Nhìn thấy ghê vãi. Đây là cái chợ mà ngày xưa hay đi. Đâu á, thằng khác cũng hỏi tôi đi đâu quá mà. Lâu lắm rồi hả? Lâu lắm mới đi cà phê là vậy.
Bình thường là trong hè hay đi lắm, nhưng mà bây giờ từ khi mà nghỉ Tết tới giờ ít đi. Hiện tại mình ở khu Phú Mỹ Hưng. Nếu vào những thứ buổi tối là mình với Thành nó hay ra cái chỗ con đường này, tại vì ở đây nó có một cái 7-Eleven á. Thì ngay cái chỗ này tụi mình hay ra đây để uống cà phê các kiểu buổi tối. Nói chung đường này cũng hay. Đây là cái chỗ mà các hot Instagram, hot hot girl, hot TikToker hay ra chụp hình nè. Đây là cái con đường á. Hôm nay mà mình qua cái khu này để chụp hình, tại vì lâu lắm rồi, dù gì cũng Tết tới xuân về, muốn có cái một shoot hình đẹp xíu, nên là đem máy camera, đem đồ chân nghề qua đây để chụp hình. Đây, đây là cái khu mà mình nói. Hầu hết là những người, rất là nhiều người đã tới đây chụp hình các kiểu. Và cái khu này cũng đẹp, tại vì đây là khu Phú Mỹ Hưng mà nó thiết kế theo kiểu Tây Tây á, nhìn nó rất là đẹp. Hôm nay đi với mình có hai thằng. Uầy, nãy giờ đeo kính, cởi kính ra thấy trời sáng vậy. À, đối với mình á nha, chụp hình á thì mình luôn recommend điện thoại. Mặc dù camera có thể chụp rất là đẹp, nhưng mà nếu mà không chụp với cái lens phù hợp á thì cái hình ảnh cho ra rất là kỳ, nhìn nó không quá đẹp. Tụi này rất là ít khi lên camera, hiểu không? Nên tụi nó bị ngại. Yo. Mày thử giới thiệu xem mày tên gì và như thế nào. Ok, thì mình tên là Thịnh. Mình có một cái Instagram thì Hoàng sẽ để link ở dưới đây. Thì mình hiện tại đang học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình học ở trường Nguyễn Tất Thành. Hiện tại là mình đang 20 tuổi. Single đúng không? Ừ, single. Single okay. Nhé. Cảm ơn. Ok, sure. Này là Dương, bạn mình. Đấy, thì giới thiệu xíu đi. Này là chuẩn Rick Kid nè. Này RMIT student nè. Đấy. Nói quá. Đâu, nói nè. Mình tên là Dương, hiện nay mình đang 20 tuổi, đang học ở RMIT. RMIT, đấy, Rick Kid. Đang đi Gucci đấy, mặc đồ hiểu. Mệt quá, sáng giờ đi chụp quá nhiều à. Chưa được uống cà phê nữa mà. Uống chụp nữa hả? Ok, ok. Điều này à, được á. Như cái video trước mình cũng có nói là ngày 2, nhà mình ngày 29 sẽ tổ chức cho mấy cái người mà ở lại thành phố Hồ Chí Minh là ăn Tết ấy. Đấy, sau khi mà mình đi cái này, mình sẽ đi cà phê. Tiếp theo mình sẽ đi cà phê một chút xíu. Và sau đó thì sẽ về nhà để phụ ba phụ mẹ làm cái đồ tất niên cho mọi người. Đấy, dọn bàn các kiểu. Tất nhiên mình sẽ đem camera về quay cái B-roll này nọ thôi. Tại vì hầu hết mọi người ở đây chắc là sẽ ngại với camera đấy. Được nha. Bây giờ đi qua quán cà phê rồi. Let's go. Nói này hơi bị quê mùa, nhưng mà đây là lần mình uống cà phê Starbucks sau 3 tháng lại. Nói chung là lâu lắm mình không uống lại, tại vì mình không đánh giá cao quá cao cái cà phê của Starbucks. Không biết cái vị của nó sao. Của tao nhiều cà phê hơn. Nói chung cái ly của tao nó nhẹ lắm. Kiểu cái phần form nó đang lừa mình đó ba. Ừ, đang lừa mình. Nói chung là enjoy the coffee thôi. Tại vì sáng chưa uống rồi. Hiện tại bây giờ là 11:15 và hẹn mọi người là 11:00 tới ăn. Nãy giờ mình đã dọn ở dưới là xong hết việc rồi, nhưng mà mình không tiện quay tại vì quá nhiều việc, nên bây giờ mình sẽ đem máy xuống để quay cái timelapse. Lát nữa sẽ có rất là nhiều người tới nên mình sẽ không nói gì hết đâu, nên mình chỉ để cái máy đó thôi. Ok.